Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. Một trong những điểm mà tôi thấy lực lượng Nga con ở Việt Nam bây giờ nó ngáo hết cỡ rồi, mà tôi thấy nó cũng rất là buồn cười. Lúc nào cũng khoe là mình là người rất là giỏi, am hiểu về tình hình chính trị thế giới, tình hình quân sự thế giới cũng như kinh tế, rồi cái gì cũng giỏi hết, và đặc biệt rất yêu nước. Thế nhưng mà có một cái mà tôi xin chia sẻ với tất cả mọi người, mong mọi người để lại comment và đánh giá. Hiện nay như các bạn đã biết được là lực lượng Houthi, đây là một cái lực lượng mà cho tôi có thể khẳng định nó là một lực lượng khủng bố đang đóng quân tại Yemen, và nó nằm ở trong những trục mà Iran rồi Yemen, Nga hiếc vớ vẩn ấy, liên tục tấn công các cái tàu chở hàng đi qua Biển Đỏ, đặc biệt là những tàu chở hàng của các cái nước Mỹ, phương Tây rồi các nước châu Á. Nhưng họ nghe đâu có vẻ như họ tránh tàu chở hàng của Nga. Cho nên là hiện nay đấy, các bạn có thể thấy được là lực lượng Nga con tại Việt Nam rất vui mừng khi mà nhìn thấy Mỹ, những người Mỹ và các nước phương Tây họ đang ra sức bảo vệ Biển Đỏ. Họ có thể phải sử dụng những quả tên lửa hàng triệu USD chỉ để bắn phá một cái tên lửa đâu đó tầm khoảng 2-3 nghìn USD của Houthi. Trước cái sự việc này đấy, thì anh em Nga con ở Việt Nam rất là mừng, rất là vui. Mà tôi cũng đéo hiểu mừng với vui cái gì, khi mà Mỹ và các nước châu Âu ấy, các nước phương Tây ấy, họ đang ra sức bảo vệ, tôi nói thật chính bảo vệ nồi cơm bát gạo nha các bạn. Cái việc mà Houthi nó tấn công các tàu chở hàng đi châu Âu thông qua Biển Đỏ đấy, nó làm cho các tàu chở hàng phải đi vòng xuống dưới cái gọi là cái mũi Hảo Vọng ở dưới Nam Phi đấy. Cái con đường ấy nó sẽ rất dài này. Thế rồi là chi phí hàng hóa lên cao rồi, thậm chí giao thương hàng hóa giữa châu Á và châu Âu nó bị tắc nghẽn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của châu Á. Đồng thời nó cũng ảnh hưởng, chính là ảnh hưởng đến nồi cơm bát gạo của mỗi người của chúng ta. Trong khi các nước Mỹ và châu Âu người ta đang ra sức bảo vệ, dù mất bao nhiêu tiền người ta cũng bảo vệ, thì các bạn lại cười cợt, các bạn lại lại có vẻ tự mãn. À, mà có thấy nước Nga của các bạn vào bảo vệ cái con đường này đéo đâu, người ta đang ra sức bảo vệ các bạn thì các bạn lại cười chê chế nhạo họ. Trong khi ví dụ như có những cái lúc mà giá dầu thế giới tăng cao, Mỹ và các nước châu Âu ra sức người ta tung cái dầu dự trữ họ để bình ổn giá dầu, tức là nó ảnh hưởng ngay đến cái việc mà các bạn đi mua từng cái lít xăng để đổ vào xe. Thế mà các bạn vẫn cười họ và vẫn vui mừng khi mà nghe đâu anh Nga của các bạn nên là cắt giảm cái lượng dầu để tăng giá dầu nhằm tối đa hóa các cái lợi nhuận của các nước xuất khẩu dầu. Thật sự tôi cũng không hiểu được là đầu của các bạn nó chứa cái gì trong đấy. Nói thật, tôi thì tôi cũng chả là ai cả, nhưng mà thôi cái clip này mong anh em hiểu cho. Bây giờ Nga là nước có ơn Việt Nam, Nga chúng ta có tình cảm. Thế nhưng mà bây giờ chính họ đang gây ra những cái vấn đề mà ảnh hưởng đến chính nồi cơm bát gạo của các bạn, ảnh hưởng đến chính đất nước các bạn. Các bạn lại ủng hộ, còn những cái đất nước mà đang bảo vệ, vô tình bảo vệ cái nền kinh tế của các bạn, cái nồi cơm bát gạo của các bạn, cái miếng ăn của con cái các bạn, thì các bạn lại cứ đi chửi, chế giễu, thề mày hay. Ok, cho anh em để lại cho cái nhận xét nha.